好，那第十五到十八题，五人在沙漠中，对吧？啊、哎，这个已经读过了，对吗？啊，没读完，嗯，只有一半。啊、呃，我们呢现在呢，应该啊，开始从头到手，呃，阅读部分，啊，下，从头到尾，从头到尾。嗯 OK，嗯，那一次我们呢，还没读完。啊啊 不是那。上次。上次。嗯、上次还没读完呢、啊。啊，那我们只有读一一半的，<laughs> 啊，然后我的。啊网，网络网络网络网络有问题。啊，那好。OK。且从头开始啊，老师。<laughs> <对> <laughs> 嗯。某人，某人在某人在沙漠中进行进行了大，啊。 大半天，口渴，口渴得，口渴得得吃得吃，<迟>口渴得吃，呃，冒烟，在他呃，在他快要不是，在他快要走出沙漠时，遇到一位推销呃推销员，劝他买一条领带。他说：“呃，你行行好吧。”你行行。 不是啊，行不是行行，就是行是行的，啊、这是经营的内容，再读行,行，对，行行，银行的你行行，啊、呃，就是呃，他们只是行业的。对，你行行好吧？啊、呃，我口，呃，我可得连衬衣啊都想，是，是开了，是开了，是开了，啊、呃，还买什么领带？ 推销员啊，讨讨了个没趣，啊，便走开了。这个可怜人，啊，总算在沙漠边上的一个小镇上找到了一家酒吧，他急不可待的要冲进去，呃、啊，快给我点什么喝的吧！他对门口的服务员说，他的嗓子都呃。啊 快说啊！快说，说不住话了。对不起，先生啊，不系领带者，不系领带者，不啊，是不许进入的。这个服务员很有礼貌的拒绝他，拒绝了他的要求。<c ười> 嗯，có một người, à đi rất là lâu trên xe mà miệng khát đến khô cả cổ họng。 Uh, khi mà anh ấy gần đi ra khỏi sa mạc Thì uh, uh, đã gặp một uh, nhân viên bán hàng uh, Khuyên anh ấy mua một uh, cái uh, calavat Anh ấy nói uh, Bạn uh, làm nghề tốt ghê Miệng của tôi khát đến nỗi mà cái áo sơ mi còn muốn xé rách ra Thì còn mua cái cà vạt gì nữa Đấy Người nhân viên Uh, người dân viên uh, làm cho làm cho không còn hứng thú nữa uh, và liền liền uh, bỏ đi cái uh, người uh, cái người đáng thương này uh, cuối cùng cũng đã tìm được một uh, quán bar uh, ở một thị trấn nhỏ bên cạnh cái sa mạc anh ấy À, vội vàng xông vào à, nhanh đưa cho tôi một cái gì uống đi anh ấy nói với người phục vụ à, cổ họng của tôi à, Giọng một tôi sắp không nói lên lời rồi à, xin lỗi xin lỗi anh à, người mà không mang theo cà vạt người mà không thắt cà vạt thì sẽ không được phép đi vào người à, người phục vụ rất là lịch sự à, từ chối cái yêu cầu của anh ấy <laughs> 生活中的我们都遇到呃呃都遇到领带的问题，不过不是那么极端而已。短期效应和长期需要啊、呃、需要本身就是一个需要平衡的问题。其实啊夏卖冬装，冬卖空调，清明的商家一直在外学我们对未来的预期。 À, trong cuộc sống uh, trong cuộc sống của chúng ta cũng luôn luôn bắt gặp những gặp phải những cái vấn đề uh, như cái cà vạt. Uh, tuy nhiên thì không phải bố à, Tuy nhiên không nhất thiết phải cực đoan như vậy. Á ừ. ỉ à, là mà thôi. Tuy nhiên uh, tuy nhiên không nhất thiết phải cực đoan như vậy. Có cần bố cô bố bố đúng rồi. không nhất thiết được cực đoan là như vậy. Tuy nhiên, à uh, uh, đúng rồi. Tuy nhiên, uh, không cần phải uh, cực đoan đến nỗi như vậy. Cái hiệu ứng uh, trong thời ở uh, hiệu ứng hiệu ứng ngắn, ngắn hạn, hiệu ứng ngắn hạn và cái nhu cầu dài hạn, uh, bản bản chất là là một vấn uh, là một cái vấn đề cân bằng về nhu cầu à, thực tế mùa hè thì bán quần áo mùa đông mùa đông thì bán điều hòa à, thì những cái người à, thương gia à, thông minh à, nhất định thì sẽ à, 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 tìm tòi, tòi của mình. Hoa chuối là đào ừ. thì thì sẽ À, khai thác được cái mong muốn uh, của chúng ta về tương lai Rồi, cái dự định uy chi là dự kỳ à, à, uy chi uy trong từ uh, uy pháng ấy đề phòng cẩn thận cẩn, uh, hoặc là uy tinh chẳng hạn là, là, đặt uy trí ôn tập chuẩn chuẩn bị trước phụ trí ôn tập uy trí uy chi à chi mày đã

Tại. À ích trì tại wa luôn đào. À luôn luôn. À luôn luôn tìm luôn tìm khai thác được cái mong muốn của chúng ta với tương lai. À, cái dự Luôn thi. luôn biết được. Luôn luôn biết được cái uh, mong muốn phía trước của chúng ta đối với đúng tương, right? tương lai. Right. Đúng rồi. Hà đúng, Hà đúng, xứ. đúng rồi. Ba chế sẽ tung sứ. Tung sứ đấy. Minh sứ chính là chúng ta đối với lại tôi vị kỳ. À, đúng. Rồi. 啊，第二部分，啊，一十九，请求别人帮忙，这是一种获得别人信任和支持的非常有效方法，因为你呃，你使自己处处于处于嗯处于。

À, chính là một cái cách rất là có hiệu quả để nhận được sự tín nhiệm và uh, ủng hộ của mọi người của người khác. À, vì vậy lý sự tự chỉ chủ ý. À, à, bởi vì bạn uh, đã khiến bản thân mình ở vào cái uh, ở một cái vị, vị trí yếu thế, một cái loại loại vị trí yếu thế yếu thế hơn à, như uh, điều này cũng giống như là uh, tôn trọng người khác, uh, khiến cho người khác cảm thấy uh, 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 tự hào cảm uh, cảm thấy hài lòng và tự hào uh, về mặt tâm lý. Uh, từ đó thì uh, uh, ghi nhớ cái thiện ý tốt đối với bạn. À, sinh ra cái thiện từ đó thì thì có cái thiện ý tốt đối với bạn. Ô sơ chiều đã ăn sơ đi bằng chu bí ưn hồi đỡ tàu mang chu cản giúp đỡ người khác thì sẽ nhận được cái cảm giác hài lòng rồi mang chu cản 二十，一个男孩子问上帝：“一万年。”哦，老师还在吗？对，我在这。啊，一个小一个小男孩，一个小男孩问上帝：“一万年对你来说有多长？”上帝回答说：“像一分钟。”小男孩又问上帝：“一百万元对你来说有<帝>啊？”上帝问。 上帝，一百万元对你来说有多少？上帝回答说：“像一万啊，像一元。”小男孩再问上帝：“那你给我一百万元吗？”上帝回答说：“当然可以，只要你给我一分钟。”天下没有免费的午餐。 Trang trái, tạo, tạo tạo, tạo. Tạo, tạo, trái Đã à, Một cậu bé hỏi Thượng Đế, Một nghìn năm, Đối với, uh, Ngài mà nói thì, Mười nghìn thì, năm, ý quan, ý quan, à, Mười nghìn năm, Mười nghìn năm, Đối với Ngài mà nói thì, Dài là bao lâu? Thượng đế trả lời, trả lời và nói là giống như là một giây. Một phút. À, Tiểu mèo là một giây. Thân chung à, giống như là một phút. À, cậu bé lại hỏi thượng đế một triệu tệ một triệu như thân tệ đối với ngài mà nói thì là bao nhiêu? Thượng đế trả lời và nói giống như là một tệ. Cậu bé lại hỏi thượng đế vậy ngài có thể uh, cho con uh, một triệu tệ không? thượng đế trả lời và nói đương nhiên là được rồi chỉ cần bạn chỉ cần con đưa cho ta một phút chỉ cần cho con cho ta một phút trên đời ấy, thì không có cái bữa trưa nào là miễn phí cả muốn tạo ra của cải thì cần phải dựa vào nghị lực và sự kiên trì của bản thân mình rồi, rồi nhấn, lại, nhấn lại xin lại xin nhấn lại À, đáp án là C. nán khái chẳng đưa tao trái phụ là cậu bé muốn có được uh, của cái vật chất của cái tiền tài <laughs> ừ. trái phụ trái phụ giáu, sự giàu, có cũng được trái phụ từ biểu thị giàu có tiền tài sự giàu có phụ rấn người giàu à, ờ, phụ rấn 百万富翁，呃，百万富翁啊，t r i 啊，在各自啊，在各竞争的社会里，什么人都能啊、呃，都不能忽视。的确，在各大集体里，大集体里干好一项工作，占主导地位的，往往不是一个人的能力，关键是。 cơ chứng ở uh, cơ chứng nguyên cơ chứng nguyên chan đỏ uh, chán à thoáng chế hợp chỗ thoáng chế đại gia chứ sự thí sân sư chỉ in quay biểu lý hội uh, can xin chỉ nguyện ở tờ cho khuê lý hẳn đua hiểu dụng tổng sĩ trong cái xã hội cạnh tranh uh, bất kỳ ai cũng không được uh, coi thường họ uh, thực tế ở uh, trong một tập thể lớn làm tốt một công việc Ờ, thì uh, làm làm tốt một công việc uh, chiếm cái vị uh, ở vị trí chủ đạo ấy thì luôn luôn uh, không phải là khả năng của uh, một người uh, quan trọng mà mấu chốt đó là cái sự đoàn kết và hợp tác giữa các thành viên đoàn kết uh, đoàn kết mọi người chính là uh, đề cao bản thân mình bởi vì người khác sẽ căn tâm tình nguyện đưa cho bạn rất là nhiều thứ có ích chào quay chào quay là dậy sao quay là chào quay là dạy Tôi lại chào quay người chào cho quay lại chào quay chào quay chào

其他手指都有三节，而唯独大拇指只有两节。呃，这是这是为什么呢？原来它的结束正好啊、呃，配合其他四指啊、呃。要是三节的话，大拇指会显得没有力气，不能提起呃较重的物品啊。呃 要是只有一节，他便不能灵活自如的与其他与其他色彩搭配，抓紧东西。<Okay. S 2> 有人有人啊刚 o n 刚 g ư ờ i thì có năm n g t y con n g h 嗯，五个手 con người thì có 5 ngón tay độ dài thì khác nhau tuy nhiên bạn có chú ý đến không à, những cái ngón tay khác thì đều có ba đốt à, tuy nhiên thì ngón cái à, duy nhất ngón cái là chỉ có hai đốt à, tại sao vậy vốn dĩ là cái số lượng đốt của ngón cái thì à, vừa hay kết hợp với à, kết hợp kết hợp à, kết hợp khéo với bốn ngón khác Uh, sự, nếu như là ba uh, đốt thì cái ngón cái sẽ uh, không sẽ cho th sẽ thể cho thấy là không có sức lực uh, không thể nhấc những cái đồ vật tương đối nặng uh, Nếu như chỉ có một đốt thì nó sẽ không linh hoạt uh, để uh, phối hợp với bốn ngón khác trong việc uh, cầm đồ vật cầm chắc cho chỉn cho chị à, vật nắm chắc đồ vật à, cho 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 chị nắm chắc tan sẽ đi lẻn chia tạo một sự khứa sự chữ phây khứa chơi khảo cái ngón cái có hai đốt thì phối hợp tốt nhất đối với bốn ngón khác à. đây là khoa học là nghiên cứu nghiên cứu là sự giải đáp nhân thể nhân thể nghiên cứu 啊，第三部分。半年前，朋友开始涉呃涉足化妆品呃销销售行业，短短几年时间就积累了数千万的财富。 他嗯，他买下了小城里公交线路的经营权，又投又投资了呃一家小一家商，当次上规模的超市，小日子过得有有什么好老师有滋有味，有有、yeah, yeah, 有滋有味啊、呃！有滋有味是什么意思啊？ 嗯，有一个味，有一滋滋味，味，胃口。嗯，对，<自>有滋有味。呃，这就表示小小的。等我一下，我加、嗯、小呃小小小日子过得有滋有味。 Đây, hiểu chư hiểu vậy là trang nhã lịch sự thì cái từ chư từ chư nó là sinh sinh trưởng này nở no. tức là rất là đặc sắc cái từ chư nó nó rất là nhiều nghĩa nhưng mà nghĩa của nó là trong cái từ chư uh, tư là cái từ tư vị cái từ, cái nói chung từ, là nó cũng giống như là có ý nghĩa thầy cái từ chư quẩy là mùi vị nhưng họ tách cái từ chư quẩy để ra thành hai từ thành hiểu chư hiểu, hiểu, hiểu quẩy để mang ý nghĩa nhấn thì mạnh là có, ý, là, ý nghĩa. là, có hương vị tức là rất là đặc sắc thôi nói chung là nếu trong cuộc sống thì nó là có ý nghĩa có ý nghĩa hiểu ý xử vâng vâng nó chỗ này dịch nó có ý nghĩa thì hợp lý hơn vâng. À, chị này nói nhiều lần giao 近年来有人有人要他投资啊房地产生意，他拒绝了。他说现在的日子已经过得很好了，他也不想再发太大的财。再说了，他也没那么多精力去做其他的事情。Tám n m t n d ư b ắ t đầu,、啊 bạn, bạn Uh, bước vào cái uh, nghề uh, buôn bán mỹ phẩm uh, vài năm uh, vài năm sau đó thì đã tích lũy được à? rất là à... uh, rất, rất, Trên nhiều Trên à... phủ, rất nhiều tiền uh, trái phụ rất nhiều tiền 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 bạc nhiều tài à, sản đã tích lũy À. đã tích lũy được rất là nhiều tài sản, à, cô ấy đã mua à, được cái quyền kinh doanh à, tuyến à, giao thông công cộng, à, giao thông công cộng trong thành phố, à, lại đầu tư đầu tư vào cái siêu thị có quy mô và đẳng cấp, đầu tư Đúng. vào một siêu thị có quy mô và đẳng cấp, à, cuộc sống gia đình tạm ổn, cứ thế trôi qua. À, một cách uh, tivi một à. cách uh, đặc 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 sắc ấy một không cách phải, đặc không biệt tạm ổn và rất là sung sướng <laughs> cuộc sống cuộc à. sống rất cuộc là sống. rất là rất là thoải mái rất là sung sướng hiểu dư Chào hiểu là cuộc sống đấy à, cuộc sống đã trôi đã trải qua rất là, thi qua, vị. À, rất là thi vị vài năm sau đó thì có người mời cô ấy đầu tư vào buôn bán bất động sản Cô ấy đã từ chối, cô ấy nói uh, Cuộc sống hiện nay của cô ấy uh, Đã trải qua rất là tốt rồi Cô ấy không muốn uh, Có một cái uh, uh, Phát triển à, Cô ấy không muốn uh, phát quá nhiều Tài nữa uh, yeah, không Hơn muốn... nữa thì không phải. Cô ấy không muốn lại có nhiều tài sản hơn nữa Phát trái là tài sản uh, Cô ấy không trái. muốn Lại có nhiều, thêm quá nhiều tài sản nữa uh, Hơn nữa Cô ấy cũng không có n <noise> <对>多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，i 多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，的多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多， khứa khứ, khứ Sơ hiểu đều hiểu phương xẻ. bạn tôi nghĩ không nên không nên vì theo đuổi theo đuổi quá nhiều tại của cải vật chất mà đi làm những cái việc mà vượt quá phạm vi năng lực của bản thân mình hơn hoặc là lãng phí rất là nhiều sức lực và tinh thần À, cuộc sống à, vui vẻ là được là tốt rồi à, cần phải biết mình biết đủ à, huống hồ thì à, bất cứ cái việc kinh doanh buôn bán nào cũng có sự mạo hiểm Hãy hiểu ý cơ trung nén sự trung nén à xá quả à, cậu Hãy hiểu ý trung niên sàn cậu đồn nữ nhân lý tạo cung 啊，辛辛啊，辛辛苦苦，辛辛苦苦，抚养抚养，抚、啊、养，抚养,养这孩子，啊、有好心人给他找了好几份兼职工作，被他拒绝了。他说自己身体不好，穷就是穷这点吧，还得啊，还得，还得<带>，还还得留着命。 đồng chờ hải dự khảo sang đại suy à, đồng chờ hải dự khảo đại suy à, chỉ sì chỉ sĩ phụ chỉ tự chỉ bao chờ xuân dự nào Rồi. vẫn còn có một người phụ còn có một người phụ nữ đã quá chồng tuổi trung niên làm việc ở uh, ở nhà máy sản, nhà máy dệt đầu tắt mặt tối để nuôi nuôi nấng đứa con có những người có những người tốt đã tìm được một số các công việc làm thêm cho cô ấy đã bị cô ấy từ chối cô ấy nói bản thân thì sức khỏe không tốt nghèo thì nghèo một chút đi mà vẫn còn phải giữ lại cái mạng của mình để đợi con vào đại học

有考察队员因为好奇而啊，仔而细心，而细心的观察，结果发现，无论企鹅高兴到什么程度，他们最多只转十二圈。研究表明，企鹅在喘圈的时候，会给身体带来一定的负荷。负荷。 而在转到第十二圈的时候，也是身体负荷，呃，接近受承受啊，承受不了的时刻。企鹅知道转到第二呃，企鹅知道转到第十二圈停下来，是为了以后还能继续跳舞。 ở Bắc Cực có một loại chim cánh cụt. Mỗi lần mà chúng vui vẻ thì đều tụ tập lại để nhảy múa. Nói là nhảy múa nhưng mà thực tế thì lại là cùng nhau đi vòng tròn. Có một cái nhân viên ở đội khảo sát vì là rất là hiếu kỳ nên là mới quan sát một cách tỉ mỉ kết quả đã phát hiện ra là uh, bất kể là uh, những chú chim cánh cụt này vui uh, như thế nào thì chúng uh, uh, nhiều nhất là chỉ đi uh, đi vòng quanh 12 hai vòng. Uh, cái nghiên cứu uh, nghiên cứu cho thấy um, chim cánh cụt khi mà đi vòng quanh ấy thì sẽ uh, uh, làm cho bản thân mình uh, mang một cái uh, lượng vận động nhất định uh, khi mà vận động để uh, khi mà đi vòng quanh đến vòng thứ 12 thì uh, uh, cơ thể cái uh, cái lượng vận động cơ thể đã uh, đến cái lúc mà gần như là không thể chịu được được nữa uh, cái uh, những chú chim cánh cột biết rằng uh, đi đến vòng thứ 12 thì dừng lại là bởi vì uh, sau đó thì chúng còn muốn tiếp tục uh, nhảy múa. Rắn in cái chưa à? Tại mai mai, tại mai mai nhân sinh lộ sang, chưa đạo gì mà chào sư hợp ở chữ, tại sự in đạo lý, minh bạch gì mà chào, lực lượng ở hình tại sự đại trí huệ. con người cũng nên như vậy à, uh, trong cuộc sống trên con đường đời dài của mình thì biết cái gì gọi là à, dừng lại một cách đúng lúc mới là đạo lý rõ, à, đạo lý thông minh. À, hiểu rõ cái gì gọi là lượng sức mà làm mới là à, trí tuệ lớn. Giờ, Chùa Trở Tập hứng nhiều truy chế thấu trư phán à, tỷ suyên à, Người bạn, à, bạn của tác giả đã từ chối đầu tư vào Uh, bất động sản là bởi vì ta ăn sữa si bản mạng chú sang trọng là đã hài lòng với uh, tình hình hiện nay đã hài lòng với cuộc sống hiện nay hiện trạng uh, uh, tình hình hiện nay uh, xem tỏ chính trọng uh, đã uh, hài thái. lòng với tình hình hiện nay xem trai hiện trai 24. Quan hệ ờ, Liên quan đến ừ, những chú chim cánh cụt nhảy múa, thì câu nào dưới ừ, cái ngữ cảnh nào dưới đây là đúng? 25. trắng sư, bi, sư quầy biểu tá sinh phận là thường xuyên là để ừ, thể hiện sự vui vẻ, hưng phấn. À. số Bản quấn chủ giao cao sửa với sự mình sẽ lý. À, đoạn văn Thì chủ yếu Nói với chúng ta đạo lý gì Đan sứ đi Chùa là Leng lý ở chính Làm người thì lang nên ly. lượng sức Leng lý ở chính Đây. Làm người thì nên lượng sức mà làm Lượng sức mà làm 二十六。有一个女孩没考上大学，被安排在本村的小学教教书。由于讲不清数学题，不到一周。

vì là giảng bài vì là giảng môn toán không rõ ràng nên là chưa đến một tuần đã bị các học sinh cản cản xe là thái đuổi đuổi xuống bục giảng đuổi khỏi bục giảng người mẹ mới động viên cô ấy và nói màn tu dưỡng tung sư màn màn tu sửa tung sĩ những thứ làm cho tôi dựa là cái bụng ấy. Làm sao nữa? Ừ. những cái thứ ờ, chứa đầy bụng, mà. bụng, bụng cảm thấy hài lòng, mãn sư mãn chú, khứ mãn y, sư mãn. Ừ. Mãn là đầy bụng ấy thầy ạ, à. những thứ đầy trong bụng ấy. Đầy trong bụng. Mãn là gì là chứa đầy bụng, ấy. những thứ chứa đầy bụng ấy, những thứ mà chứa đầy trong bụng mình ấy, ừ, mãn tân sở là. Đầy full full option <laughs> đầy không chật căng trong bụng nhiều lần uh, tạo được chu lại nhiều lần tạo được chu lại có người thì như thế nào đó có người thì không như thế nào đó tạo nghĩa là đảo đảo ra cái gì đảo không ra nôn ra từ tạo nó nghe có vẻ nó từ tạo tức là 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 rót ra đẩy ra sao cái bà này bà nói cái câu gì mà nghe nó hơi khó tưởng tượng thế nhỉ cái này là nó là nghĩa đang bóng ấy thầy cái bà này bà nói nghe khó hiểu ghê thế này tạo tức là là đẩy ra nhưng mà sao đẩy thứ trong bụng ra là thành nôn ra đây nhá mạn tu dực tung sỉ là những thứ chứa ở trong bụng ấy thì có người tạo đây cái quan trọng nhất là cái từ tạo này. thứ nhất câu sau nói thì bà cũng rất là dễ hiểu tức là mấy phe quay cho sang xin không nhất thiết là cứ phải buồn bã vì cái việc này uh, có lẽ còn như có những có những việc thì sẽ thích hợp hơn đối với con để làm. cái câu này á, thì nó là nghĩa bóng ấy thầy phải hiểu được cái câu ấy của nó cơ nó là nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen. <laughs> đẩy ra à, được thì không thì đẩy sẽ... ra được. À. Sẽ đi sẽ. À, những thứ chứa đầy trong bụng có người thì đẩy ra được có người thì không đẩy ra được à. À, không cần không không hà không cần thiết phải vì những điều này mà buồn lòng à, có lẽ là sẽ có những cái việc uh, phù hợp với con hơn đang chờ con đi làm hậu lại tha suy bản chân của hội ban đi chỉ ngoại ngoài chu tạo cung, phú sinh là sự tha yêu bản cụ

ông chủ sa uh, thải nguyên nhân là vì uh, khi mà cắt quần áo uh, tay chân của cô ấy rất là chậm chạp. Uh, chất lượng cắt thì cũng không đạt yêu cầu. Mẹ của cô ấy nói với cô ấy uh, chân tay thì uh, uh, có nhanh có, có chậm. Có lúc uh, có lúc nhanh có lúc chậm. Uh, người khác thì đã làm công việc này rất là lâu năm rồi uh, nhưng mà con thì chỉ toàn đọc sách thôi. Làm sao mà nhanh được đây? làm sao mà 先后当过纺织工，干过市场管理员，做过会计，但努力以失败告终。然而每次女儿失望的回来的时候，啊，然而每次女儿失望的回来时，母亲总安慰她，从没有抱怨。二十来岁时， 女儿总算凭着出色的手艺才能，做了呃聋哑学校的辅导员。后来，他又开办了一家残疾人学校。再后来，他在许多城市投资的残疾人用品啊、呃、连锁店生意红火，使他成为拥有几千万元啊资、呃、产的老板。 À, cô gái cô gái này sau đó đã làm uh, công nhân uh, làm qua những làm qua uh, việc như là công nhân dệt uh, đã từng làm nhân viên quản lý thị trường uh, cũng làm qua ngành kế toán uh, Tuy nhiên thì tất cả đều là uh, cuối cùng thì đều thất bại uh, Tuy nhiên mỗi lần uh, con gái uh, thất vọng quay trở về uh, thì người mẹ đều nói à đều an ủi cô ấy từ trước đến nay chưa bao giờ than than phiền ba khi mà 30 tuổi khi mà khoảng 30 tuổi con gái chúng xoan cuối cùng cũng đã dựa vào cái tài năng cái gì xuất sắc ấy? xấu ủy là thủ ngữ à thủ ngữ, tài là... năng thủ ngữ xuất sắc của mình Món ngữ bằng tay ấy. Dạy à. người câm điếc mà. Xấu ủy Tức là body language à. Ok à, Khi mà khoảng 30 tuổi Cô gái cuối cùng cũng đã dựa vào Cái tài năng Ngôn ngữ bằng tay xuất sắc của mình Để làm cái cố vấn Cho trường học câm điếc à, Sau đó cô ấy còn Mở một trường học Dành cho người tàn tật Người khuyết tật À, tiếp đó cô ấy uh, còn uh, đầu tư um, lén rửa tiền là đại lý uh, cô ấy còn đầu tư đại lý uh, bán hàng cho người tàn tật chuỗi Thì, uh, uh, lén sửa tiền là chuỗi uh, chuỗi cửa hàng chuỗi cửa hàng bán đồ vật phẩm cho người chuỗi uh, chuỗi cửa hàng bán đồ cho người tàn tật ở trong ở rất là nhiều thành phố và cái công việc uh, buôn bán thì rất là phát 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 đạt à, điều này khiến cô ấy trở thành một uh, bà chủ uh, có mấy chục triệu nhân dân tệ Bà chủ có tài sản mấy chục triệu nhân dân tệ Y thiên, chứng cung khẩu tỏ nữ khái châu tạo y chinh Nén mai tỏ mũ trên mẹ chén 他想得到一个一直以来想知道的答案，那就是前些年他连连失败，啊、呃，自己都觉得前途暗淡的时候，是什么原因让母亲对他那么有信心呢？母亲的回答简单而啊、呃、富有哲理：一块地不适合种麦子，可是试试种豆子。 豆子也长不好的话，可以种瓜果。长瓜果长,长啊长，动词。发展呢？啊、嗯，那长是 d 那个长。对，是动词。啊，豆子呃，豆子也长不好的话，可以种瓜果。瓜果也不记的话。 上上啊，山上一切养麦种子，种子种子一定能开花，因为一块地总会有一粒啊种子适合它，种<子>它终会有种子，有一粒种子适合它，它终会有属于它的一片，呃，收成。收成。 một ngày thì cái người con gái sau khi người con gái đã thành công à, đến gần người đến gần trước mặt người mẹ đã già à, cô ấy muốn à, biết được cái câu trả lời à, cô ấy biết được cô ấy muốn biết được một cái câu trả lời mà từ trước đến nay vẫn muốn biết đó chính là à, những cái năm trước cô ấy luôn luôn thất bại À, bản thân cảm thấy là tiền đồ thì à, tối tăm à, thì cái nguyên nhân nào khiến mẹ của cô ấy lại có à, sự tin tưởng đối với cô ấy như vậy à, cái câu trả lời của người mẹ rất là đơn giản nhưng mà đầy chứa đầy đạo lý một mảnh đất thì không phù hợp để trồng lúa mì có thể trồng thì có thể trồng cây đậu cây đậu không phát triển tốt nếu như cây đậu không phát triển tốt thì có thể trồng dưa và nếu như dưa cũng không thành công thì có thể rắc một vài hạt lúa mạch thì nhất định sẽ nở hoa bởi vì một mảnh đất thì chỉ có một loại hạt phù hợp với nó và cuối cùng sẽ cho cái cho một vụ thu hoạch thuộc về nó 二十六，女儿为什么不在学校教书？À, à, con gái tại sao lại không dạy học ở trường tiểu học? Tan sẽ đi, bố sơ xuế sông khoa nhính là không nhận được sự hoan nghênh của học sinh. Ơ sư triệu, ngoài chu tạo công sứ, nữ ở đầu công chua bè sen xem rằng, khi mà đi ra ngoài làm việc, thì cái thể, ở cái công việc của người con à, cái thể hiện trong công việc của con gái như thế nào tan sư bi cung chua xiao ly thai ti là cái hiệu suất làm việc rất là thấp hiệu quả làm việc rất là thấp ở thứ ba cuối cùng một đoạn chung mẹ chi đó hoa cao su mân mình là đạo lý cái đoạn cuối thì lời của người mẹ nói với chúng ta đạo lý gì tan sư đi

呃，<到>要要训练，<到>要训练，什么，呃什么都要从啊、呃、自己的训练啊出来，嗯、呃，不能呃自嗯自己自己，可是刚开始的，嗯，<coughs> 呃，可是没有训练的话就没有成功啊，要多多训练。嗯 <laughs> 啊，uh, 我觉得首先应该找到你，啊、呃，对什么感兴趣，啊、嗯呃，对什么有爱，还有你呀、嗯、喜欢做什么。<对>首先，啊，你、呃、啊有爱好，然后、嗯、找到你的特色，啊、嗯，<laughs> 然后我们一定啊找到注射的一面。对。 自己注射的一面，我啊正在正在剧吵剧吵。场如果只靠天才的话，就很难了，因因为有天才了，可是不训练，应该有训练就,就,就没有大成功啊。天才应该和训练啊是一起啊配合。对，一起配合。啊 <laughs>，天才没有训练也没有成功。对，我觉得训练最重要的。嗯。<laughs> 还有啊，二十九，二二十七对吧？27, 对，二十七还有对。啊，还没有了。那二十七。27, 我读，<有>我读完了。啊，你刚读完了。读完了，<么>还有书写啊、哦，书写。对对，书写内容二十九。用铅笔啊，用铅笔书写的答卷一律无效。 Những cái bài thi mà dùng bút chì để viết thì không được tính điểm. Thì đều không được tính điểm. Chỉ bố nhau bán thì sẽ chán chè cái ủa. À, xin đừng có áp đặt cái tư tưởng của bạn lên tôi. Quân của mình sẽ tàu, tha Cái vấn đề đó là làm thế nào để chúng ta có thể làm được cái chữ viết của anh ấy. Trên miếng đó là chữ ký. 啊，就提个你，签名。下棋，我父亲是一位象啊象棋教练。那一年我大学放假回家，父亲跟啊父亲要父亲要跟我下棋，我高兴的答应了。对，Tôi là một h l u v i n cờ tướng. Năm đó tôi về nghệ tôi học tôi học tôi học đại học và nghỉ hè về nhà bố tôi muốn chơi cờ với tôi tôi đã rất vui tôi đã rất vui đồng ý và đồng ý cái này chỉ là nghỉ nhá chứ không biết là nghỉ hè hay là nghỉ đông đâu nên là phang chào của Icha hồi đại học tôi nghỉ về nhà học đại học với tôi nghỉ về nhà

Trừ chữ xe à, trừ trừ à, chỉ cơ à, trên bàn cờ thì rỗng chỉ còn lại một vài quân cờ à, không có cách nào đều phải mở to mắt để nhìn bố chiếu tướng mở to mắt nhìn bố chiếu tướng à, tôi đã thua rồi của Phú 这次运啊、呃，这次运气不好，再来，第二局第二局又输了，这次没法会好，我们再来，几局下来基本上都是五到十分钟我就败下阵来，我有些灰心，父亲看看我说：“你出水棋，这是正常的，但是。”

Lần này con chưa phát huy tốt, à, chúng ta chơi lại đi. À, mấy ván sau thì cơ bản là chưa đến 10 phút thì tôi đã lại bại trận. À, tôi có một chút nản nòng, à, tôi có một chút chán nản. Bố tôi à, nhìn và nói, à, con mới học chơi cờ, thua thì là bình thường. Tuy nhiên con phải biết mình thua ở đâu, à, cần phải rút ra bài học kinh nghiệm. Nếu không thì... À, khoảng 10 năm sau đó thì cũng chưa chắc đã thắng được. Tôi chưa tỏ, của chi su mấy đi khỏ, chuyên gia nhiệm bức chú. Tôi chỉ sự sự yêu yên sụ, không sự chơi trung yếu đó. Nà chơi trung yêu đó là gì? Tôi chỉ quay đồ Con biết, uh, uh, trình độ của con thì không bằng bố, kinh uh, không không giỏi như bố, kinh nghiệm thì cũng không bằng. À, đây chỉ là cái yếu tố thứ yếu thôi không phải là yếu tố quan trọng vậy yếu tố quan trọng nhất là gì à, tôi không hiểu nên mới hỏi hỏi một cách chơi chung nhau tớ quan thí là ý nhị sinh thai của tuổi nhị bố câu chân chi này đợi chí bộ chân chi à của mấy của mấy chậu ý bộ tôi sáng tàn thiên của phẩu rất À, cái vấn đề quan trọng nhất nằm là, là, là ở chỗ uh, cái tâm lý của, uh, cái tâm uh, trạng thái tâm lý của con không tốt con cũng không đủ cái sự uh, uh, con cũng không quý trọng các quân cầu của mình Đúng rồi. Uh, tại sao lại không quý trọng đây mỗi bước đi của con đều nghĩ rất là lâu uh, tôi uh, phủ nhận tôi nói phủ nhận điều đó 那是后呢？那是后来开始你这样吗？我我仔细观察过，你三分之二的棋子是在前分之一的时间失去的。那期间你好像很有很有把握，下棋时不假思索，拿起来就走，失去了也觉得也不觉得可惜。 因此啊、呃，因为你觉得棋子很多，吃一两个不算什么。后三分之二的时间，你又犯了相反的错误，对棋子过于珍惜，每走一步都过于谨慎，谨谨啊谨慎。对谨慎一个，谨慎。一个谨谨慎，一个棋子也啊也也不想失。 phản ứng ý cơ ý cơ đâu xuất chỉ là nó không lại à, đó là đó là lúc sau đó thế cần lúc mấy đầu con có như vậy không à, bố thì đã quan sát rất là kỹ à, 2 phần 3 số quân cờ của con thì đều bị mất đi ở 1 phần 3 thời gian ban đầu à, chi chen chi là thời gian thời thời gian này con dường như rất là chắc chắn khi mà đánh cờ thì không cần phải suy nghĩ cầm lên cầm cờ lên cầm quân cờ lên thì liền đi luôn mất mất đi cũng không tiếc bởi vì nghĩ rằng quân cờ có rất là nhiều mất đi một hai quân thì cũng chẳng làm sao cả cái thời cái hai phần ba thời gian sau đó con lại phạm một cái lỗi uh, ngược lại lại quá cái uh, quá quá quý trọng những cái quân cờ của mình mỗi bước đi thì đều rất là cẩn trọng uh, một quân cờ thì đều không muốn bị mất uh, nên ngược lại thì lại từng quân cờ một đã bị mất đi 说到这儿，父亲停下来，把棋子啊、呃、重新在棋盘上摆好，抬起头看着我问：“这是一盘哪代、呃、下的棋？我问你，下棋的基本原则是什么？”啊、呃，我想也没想，脱出了，呃脱口而出，脱、哦、口而出，赢啊！ nói tới đây bố tôi dừng lời và bày lại một lần nữa các quân cờ lên bàn cờ ngẩng đầu lên nhìn tôi và hỏi đây là những đây là một bàn cờ đã được bày sẵn bố hỏi con cái nguyên tắc đánh cờ nguyên tắc cơ bản đánh cờ là gì tôi không nghĩ một chút nào buột miệng và nói đó là thắng 那是目的。父亲与呃父父亲用责备的眼光看了我一眼。注于原呃，至于原则，要是考虑得失，有得必然有失，有失才会有得。每走一步，你事先都应该想清楚，为得啊、呃、为了得，为了赢得什么，你愿意失去什么。 这样才能赢，啊，这样才可能赢。可惜大部分人都像你一样，开始不考虑得失，到啊，等到后来失去得多了，又开始舍不得，后果就是屡呃屡下屡败。其实，其实不仅是下棋。 Nhân sinh nhân sinh sự như Đó chính là mục đích bố tôi đã nhìn tôi với một ánh móc ánh mắt nó trách móc. thế còn nguyên tắc thì đó là phải xem xét đến đến việc được và mất. có được thì tất nhiên là phải có mất. Có mất thì mới có được. Mỗi bước đi, con trước tiên con trước tiên phải nên nghĩ phải lên hiểu rõ way à, để có để giành được cái gì à, thắng gì con... cái gì à thắng đi được cái gì tinh tướng là, là để giành được cái gì để giành được cái nguyện. gì đứa là giành được vô sự để giành được cái gì con nguyện con nguyện mất đi cái gì như này thì mới có thể thắng được ừ, đúng rồi. để giành được cái gì thì con uh, phải hy sinh uh, cái <laughs> gì đấy con phải nguyện mất đi cái gì như này thì mới có thể thắng được uh, rất là tiếc đa phần mọi người đều giống như con uh, khi mới bắt đầu thì không nghĩ đến việc uh, được và mất uh, cho đến khi mà mất đi quá nhiều thì mới uh, bắt đầu luyến tiếc và kết quả đó là nhiều luôn luôn thất bại. Trên thực tế thì không chỉ là đánh cờ mà cuộc sống của con người cũng như vậy. Ừ, Tung ừ. ừ. sứ xa lại. Tung sứ xa lại. Tung sứ che xe lại. Tung sứ xa xa lại biểu sự hoàn thành, nhiều sứ, chen uh, yếu, thua lý, hoặc cố định là sứ, động từ cộng với xe xe lái thì thể hiện hoàn thành có lúc uh, sự hiểu nhổ uh, che nhổ thua lý là có ý nghĩa uh, cố định hay là chen nhổ thua lý à? gì mà là gì? Che nhổ thua lý. Uh, che nhổ tức là bao gồm có lúc bao gồm cái uh, ý là thoát ly uh, hoặc là ý nghĩa cố định. <laughs> chen nhiều bao gồm vừa là thoát ly vừa là cố định bao gồm ý rời đi hoặc là cố định Đúng ví dụ nghỉ tờ luân cuốn ta cai sứ khẩu pha biểu tinh xe lái mà tinh xe lái là mà cái luận văn của bạn khoảng khi nào thì phát biểu đã định ra thời gian chưa bảo vệ phát biểu tiếng ừ, Việt này hay gọi là bảo vệ luận văn, <laughs> à, okay. Trung quốc gọi là phát biểu, Việt Nam gọi là bảo, ừ. bảo vệ, sợ đánh mà bảo, bảo vệ. <laughs> có tiền nên là phải bảo vệ. Ừ. Phải có tiền thì nó mới không đánh, <laughs> không, nó cậy hết nó gãi, nó đủ chết rồi. <laughs>

啊，为了赢得什么？为了赢什么？愿,愿意失去什么？<对>这样才能，<laughs> 这样才能赢，才能 <laughs> <laughs> 要选择。OK，应该是很多，能赢很多。嗯，对。第二，你看那张纸是从这本书里，呃，这本书里呃撕下来的，那你呢？

một vài ván sau, cơ bản là chưa đến 10 phút thì tôi đã lại bị chịu trận, lại bị thua. Đây. Bắt khai sở không năng phá. S. Bắt khai sở, tiền nó gãy. Ờ. Thở được. Thở được. 舍不得，动词表示不愿意放弃话费或者使用啊、呃，或使用肯定是呃呃，肯定是舍得舍得，嗯、呃，就是常常啊，常用于常常使用常用的舍不得，常用呃舍舍得是不常用使用，肯定是舍得。 trạng ý ngữ, mệnh khi hoặc bị chạo, sở bố là động từ biểu thể biểu uh, thể hiện uh, không không hạ không không nguyện ý từ bỏ. Uh, tiêu phí hoặc là sử dụng, hình thức phủ định đó là sở sự tứ, thường dùng trong câu uh, hỏi hoặc là câu trả lời. à uh, vị trí học so sánh à, ví dụ Đấy. bà nỉ tuệ bà nỉ chơi sử khoan đỏ quán chị à bà nì, chơi sử khoan đỏ chơi sử khoan đỏ quán chị xung cái xảo phóng hiệu lý sửa tướng mà lý sửa tướng mà lý sửa tứ lý sửa tướng mà à, mang cái đồ chơi mà con thích nhất để à mang cái đồ chơi mà bạn thích nhất tặng cho tiểu minh à, à tặng cho bạn nhỏ con có đồng ý không? Nhiều xe lớn tôi ý bảo chén khoa chạy quay gia đình với tự của sống của chân gia lưu truy Đã sự chính sao dùng sự yếu xe sở bất tưởng Có một vài người thì đối với những cái việc bỏ tiền ra cho gia đình và niềm vui để để tăng cái niềm vui trong cuộc sống của bản thân mình thì luôn luôn uh, có một chút um, tiếc rẻ không nỡ à, uh, có một chút không nỡ à. kiểu... khởi chỉ khởi chỉ đa phần người đau chàng lý chứ rằng khai sử bộ khảo lý sư tầng tao hậu lái sư chi tứa khẩn tua là yêu khai sử sở hậu quả chiêu sự lùi xe lùi bại thật là tiếc đa phần mọi người đều giống như con khi mới bắt đầu thì không xem xét đến việc được và mất đợi đến khi mất quá nhiều rồi thì mới bắt đầu luyến tiếc kết quả là luôn luôn thất bại ừ. vị ta thầy, tung sứ, binh hủy, chia sổ, treo xuyên là nhận được bài học, nhận được bài học, Chủng chía chào, chí 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 chào xuyên, rút ra bài học kinh nghiệm, si chỉ treo xuyên, à, thủ là tổng kết bài học kinh nghiệm, si chỉ treo xuyên, rút ra bài học kinh nghiệm, chân suy, uh, chân si sứ chen, à, uh, trân trọng thời gian, chân si chen trải là trân trọng hiện tại, chân si phở hiểu là quý trọng bạn bè, chân si chân si mệnh quý trọng tính mạng tinh ngữ trung sinh ngữ trung yếu yếu tố là yếu tố quan trọng chế tinh sinh là yếu tố yếu tố có tính quyết định quan trọng yếu tố yếu tố then chốt nghiêm trọng là hậu quả là hậu quả nghiêm trọng trung ngữ trung trung sinh ngữ là quan sát quan sát một cách 啊, nghiêm túc à. Chữ được quan sát quan sát một cách tỉ mỉ trung phân đó pha khuẩy à, phát huy một cách đầy đủ chiên chỉ là pha khuẩy à, phát huy một cách thoải mái trung tâm ủy bú ủy trân khai là mở trân ta là mở rộng Yes, chân khai yên, chân ta yên. 也是，他们常使用的“开睁开眼，睁,眼睁眼大眼睛”，嗯、啊，睁睁眼睛，睁睁眼睛，睁睁吗？啊，那，睁开双眼，睁开双眼，什么？啊，他们睁开双眼，双眼在在一首，在中国的一一首啊，在中国的一首歌。 是啊，最美的期待有一个一个句子是，是我睁开呃是是最最呃、啊、最,、啊最啊、好听的句子是，我睁开我睁开双眼想你在身边，就是在一个手、啊、一个首曲啊一个首中国的首歌歌歌手，啊，中国的歌手最美的期啊最最美的期待。

啊，在、uh, 这是首歌，对，《最美的期待》，你听过、uh, 那首歌叫什么名字？你记得吗？啊，uh, 我没有听过。啊，啊、uh,，uh, 这首歌叫《最美的期待》，啊、最,美最美的期待，最美的期待。啊，我查一查，可以查。啊啊，Phai nhat u ki vọng p n h t 对，ki vọng đẹp nhất。

依教圆成是，是啊、呃，损失失去，共同点都可以做动词，都有原来啊，都有原来，而后啊，都有原来而，呃、原来而后来没有了意思。 đều đều là động từ đều có viên lái diệu đều có nghĩa là trước đây có sau này không có Để. rú <laughs> mấy chầu ý phụ nhỉ sự xem in cai chẳng chín chủ quay là in được sớm mà nhỉ quen đi chuẩn sư sư chỉ sớm mà chưa ăn trái nắng ngính chưa ăn trái khởi à, mỗi bước đi bạn đầu tiên à, nên À, cân nhắc à, nên à, hiểu rõ rằng à, muốn giành được điều gì thì bạn nguyện mất đi điều gì như thế thì có thể mới thắng được. Phúc à, thống tiền y, biểu sự à, chén sảo. Biểu thử à, thể hiện việc giảm bớt. Phú tào san phân trung của tờ chí sử Sơn sư Tà bản. Chưa đến 3 phút thì các quân cầu của tôi đã mất đi một nửa. Thì y ban chủ quán chuyển mấy hiểu. Ở cơ bản thì thông thường thì đều chỉ việc uh, hoàn toàn chuyển, là... hoàn toàn oh. uh, hoàn toàn là không có. Chiến tranh rằng tranh rằng tha sư chỉ là che thính. Chiến tranh uh, làm cho anh ấy mất đi gia đình. Tiêu, có thể làm danh từ, 公司会赔偿我们的损失啊工地 s 不 b o 应该慢慢补充的不可以做鼻子后腿来不及对啊架子的架数字啊这个我还没查<字>啊关于的书啊是教材数料的意思尽管你段信多少 số tử, phế liệu, sản tử, chèn dao là cái kéo rồi. sấn tử là dây thừng, sủa là khóa này. Cha tử là cái cái kẹp này. cua là cái nồi khú là Ú là cái gì thầy? Cái hồ à? Khú. Oh, Thấn, là khú cái ao này. Cái mình. Thấn là cái ao Đấy này. Thấn là cái ao này. Đây phải... cái cái Sua cha tử là cái kẹp này. Cái cái cha tử. Ờ. À, thế cứ xong của của trái là cái diêm của trái là diêm của trái là diêm thấn là cái bồn cái bồn cái là chậu cái mình. ấy Khú là cái bình đúng rồi à, cua là cái nồi này à, tra là tự nồi. Tức là cái tự. dĩa cái xiên đấy sủa là cái khóa này sống tự là cái dây thừng này à, kiển tao tức là cái kéo này còn uh, san tự là cái quạt này còn uh, phấy chảo là xà phòng này 苏字是那个“略”字，这个“夹”字是那个“夹”字。然后大家有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有没，有有 解释，啊，解释成很多意思，比如人生就像下棋一样，要全、呃、要有全局观念，不能只看一时一时一时一地的情况，要考虑得全面，照顾到全局，或者人生就像下棋一样。 一步走错可能会造成很大的影响。还有人说，人生人生就像下棋一样，必须遵守呃，游戏规则。那遵遵守游戏游戏规则。游戏游戏规则。嗯，游戏的 game 呢？对，luật、嗯 À, người trung quốc thường uh, uh, so sánh uh, chơi cờ với cuộc sống của con người và nói là uh, cuộc sống của đời người cũng giống như là chơi okay. cờ câu này có thể uh, giải thích uh, thành rất là nhiều ý nghĩa ví dụ như là uh, cuộc sống của con người cũng giống như là chơi cờ cần phải uh, có cái khái niệm toàn diện Cách nhìn không được, toàn chỉ... là quan niệm, đó là, à. quan niệm mà là cách nhìn toàn diện. Không được chỉ không được chỉ nhìn vào cái hoàn cảnh nhất thời. cần phải xem xét đến cần phải xem xét một cách toàn diện. xem xét đến mọi mặt. để ý đến mọi mặt hoặc là cuộc sống của con người thì cũng giống như là chơi cờ có nghĩa là mỗi bước đi sai thì có thể sẽ có cái tạo ra một cái ảnh hưởng rất là lớn à, hãy hiểu đến suốt còn có người nói cuộc sống của con người giống như là chơi cờ nhất định phải uh, tuân thủ tuân theo các cái uh, luật chơi Đây. luật của trò chơi